Hey, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Cụ Biểu Nguyễn Gamer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục những cái lỗi thường gặp trong Burning Glory, và những cái lỗi mùa đứt cáp hay là pin, hay là những cái mà lỗi mạng thiết bị của bạn không có kết nối đến máy chủ vân vân, thì mình gọi tóm tắt của nó là lỗi mạng. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách, đó là thay địa chỉ IP. Sau khi thay xong, các bạn phải chơi bình thường. Nhưng mà các bạn phải chú ý rằng cách thay này nó có rất là nhiều loại, cũng đôi khi nó cũng bị lag, mình không thể đảm bảo 100% cho các bạn rằng là bạn nào cũng có thể chơi được. Ok nào, nói chung là mình làm cái này xong, người anh nào mà chơi được thì cảm ơn mình tiến, còn không chơi được thì đừng có ném đá mình nha. Và chỉnh lại camera ra, chỉnh tóc và chỉnh hoành tráng ra. Nãy múa sao nhỉ? Vâng, thì để bước vào chúng ta tới ngay, thì những cái lỗi trên đó là mình không thể nói tới nữa. Thì hôm nay mình sẽ nói tới cái lỗi pin. Thì những cái lỗi kia là trên kia nó đã nói cho các bạn thấy hết cả rồi. Thì vào nào, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi khắc phục lỗi pin, lỗi mạng do đứt cáp. Nói chung nó có rất là nhiều lỗi, thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm lỗi đó. Đi nào. Một cái phần mềm Apple VNB này thì nó miễn phí cho các bạn 300, nghĩa là 300 và 20 phút, nghĩa là 3 lần trong một ngày. Và một là bạn chỉ được dùng 20 phút. Thì các bạn muốn tải phần mềm này hay là phần mềm này, các bạn lên Shop Play, lên Shop Play và tải về nha. Nhập thời điểm mình tải cho Shop Play Apple VNB đây. Apple VNB mất tiêu ta, VPN lũ đã mất tiêu rồi. Nếu các bạn tìm trên này mà không có thì mình sẽ lên AppVPN, là AppVPN tải ứng dụng của AppVPN về nha. Đây, vào đó mà tải đó. Thì vào đó cứ nhập tên nó, đó là có, chắc chắn sẽ có, mình tải được thì các bạn tải được thôi. Cáo con ký tùm lum tùm la hết. Và chúng ta tới cái phần mềm này thì trên CH này có này, những cái phần mềm Apple VNB này thì nó sẽ ổn định hơn. Thì nhưng mà nó chỉ giới hạn cho các bạn 20 phút để thích hợp cho các bạn đánh quần dài các kiểu, con đại điểu quần mình đã test thử rồi. Thì mình đang dùng cái app này, mình hiện tại mình cũng đang bị lỗi mạng và mình đang dùng cái app này, cho nên là dùng rất là ok. Các bạn vào đây, các bạn chọn server, mình thường dùng server của Singapore, mà Singapore đây bật lên rồi. Như thế là các bạn sẽ vô chơi bình thường thôi, nhưng mà trước khi chơi là các bạn nhớ test pin nha. Nè, mình hiện tại mình đang bị lỗi, để mình vô cho các bạn xem, vẫn chơi ok, đánh y như sèo. Thời gian trôi qua mau. Mình đã vui được rồi. Đó là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like và subscribe kênh YouTube của Burning Glory Việt Nam nhé. Vâng, và hiện tại thì mình cũng đang tạo một cái channel ở trên Facebook mang tên là Burning Glory của Biên Nguyễn. Thì nếu các bạn nào thích mình hay là các bạn theo dõi mình thì có thể vào đó và like nha. Ở đây Burning Glory của Biên Nguyễn, hãy like trang fanpage này, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều cái tiện lợi ở đây. Vâng, thì chuẩn bị mình cũng đã test những cái live và stream ở đây và nó là tuyệt vời. Đây, thì các bạn nào hãy vào và like trang kênh của mình để theo dõi mình nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.